Bầu cử Mỹ 2024 đầy kịch tính và bất ngờ Bà Kamala Harris phát biểu thừa nhận thất bại cho ông Donald Trump sau cuộc bầu cử Nữ phó tổng thống cũng kêu gọi hàng trăm nghìn người ủng hộ bà chấp nhận kết quả bầu cử Đảng Cộng hòa của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã giành quyền kiểm soát tại Thượng viện và đang hướng tới tham vọng giành quyền kiểm soát cả Hạ viện. Nếu điều này trở thành hiện thực, chính quyền Trump 2.0 sẽ rộng đường dễ dàng phê duyệt chính sách và bổ nhiệm các thành viên nội các. Cập nhật về cuộc xung đột nga Ukraine, phía quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng tại tỉnh Kursk. Nga kết án đối tượng bán thông tin quân sự cho Kiev. Đoạn video ghi lại một khoảnh khắc đặc biệt của cuộc xung đột Ukraine. Hình ảnh trước tiêm kích MiG-29 của Ukraine thả loạt bom GBU-39, dòng bom dẫn đường chính xác của Mỹ đã thu hút sự chú ý. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về việc thay đổi nhân sự đứng đầu các đại sứ quán Ukraine với Bộ trưởng Bộ ngoại giao Andriy Sibih. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Theo Đài CNN, mới đây, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu đầu tiên nhận thua sau một chiến dịch tranh cử chớp nhoáng, không thể ngăn cản ứng cử viên Đảng Cộng hòa Ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Bà Harris nói: "Hôm nay, trái tim tôi tràn đầy, tràn đầy lòng biết ơn vì sự tin tưởng mà các bạn dành cho tôi. Tràn đầy tình yêu dành cho đất nước chúng ta và tràn đầy quyết tâm. Kết quả của cuộc bầu cử này không phải là những gì chúng ta mong muốn, không phải là những gì chúng ta đã đấu tranh, nhưng hãy nghe tôi, ánh sáng trong lời hứa về nước Mỹ sẽ rực cháy." Nữ phó tổng thống cũng kêu gọi hàng trăm nghìn người ủng hộ bà chấp nhận kết quả bầu cử. Theo bà Harris, dù thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử, nhưng bà sẽ kiên định với cam kết tiếp tục đấu tranh vì tự do, vì cơ hội, vì sự công bằng và phẩm giá của mọi người. Phó tổng thống Mỹ cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình bà, tổng thống Joe Biden, đệ nhất phu nhân Jill Biden và thống đốc bang Minnesota Tim Walz, người đã liên danh với bà trong chiến dịch tranh cử. trong khi đó, người dân Mỹ đã có một đêm không ngủ sau khi chiến thắng gọi tên ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống tại nước này. nước Mỹ dung chuyển bởi hàng triệu người dân Mỹ, đặc biệt là những người ủng hộ cựu tổng thống Trump, đã ồ ạt đổ ra các đường phố để ăn mừng chiến thắng tại bãi biển West Palm, bang Florida, nơi ông Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên sau khi các kết quả được xác nhận. Đám đông đã gieo hò và hô vang, nước Mỹ, nước Mỹ. Bên ngoài tòa tháp Trump ở quận Manhattan, thành phố New York, những người ủng hộ ông Donald Trump đã tụ tập bên ngoài để ăn mừng chiến thắng. Không chỉ ở trong nước, cử tri Mỹ ở nước ngoài ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump cũng đổ ra các đường phố để thể hiện sự vui mừng. Tôi nghĩ chiến thắng sẽ tuyệt vời theo nhiều cách, vì ông Donald Trump đại diện cho sự thay đổi trong hệ thống chính trị theo cách mà một chính phủ được kiểm soát theo cách chúng ta tạo ra luật pháp. Ông Donald Trump phản đối chủ nghĩa toàn cầu hóa. Ông ấy muốn mọi quốc gia tìm kiếm lợi ích riêng của mình. Dù có chút kiêu ngạo, nhưng với những gì ông Donald Trump làm cách đây hơn 4 năm, nền kinh tế đã tốt hơn. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ đưa chúng ta trở lại đúng hướng. Tuy nhiên, cũng có không ít người Mỹ lo ngại về những rắc rối pháp lý mà ông Donald Trump đang phải đối mặt, cũng như những thay đổi về chính sách có thể ảnh hưởng tới cuộc sống hiện nay của họ. Trong khi đó, những người ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân chủ cho rằng đây chưa phải là kết quả cuối cùng. Bà Kamala Harris, đang giành chiến thắng ở các tiểu bang trên khắp cả nước và ông Donald Trump cũng vậy. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc vì chúng ta thường có 2, 3, có thể là 4 ngày để biết được các con số và mọi thứ được thực hiện đúng đắn và đó là điều chúng ta muốn chắc chắn. Đảng Cộng hòa của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã giành quyền kiểm soát tại Thượng viện và đang hướng tới tham vọng giành quyền kiểm soát cả Hạ viện. Nếu điều này trở thành hiện thực, chính quyền Trump 2.0 sẽ rộng đường dễ dàng phê duyệt chính sách và bổ nhiệm các thành viên nội các việc quyền kiểm soát Thượng viện chuyển từ Đảng Dân Chủ sang Đảng Cộng Hòa sẽ giúp thúc đẩy các chương trình nghị sự của Nhà Trắng sau khi ông Trump chính thức nhậm chức trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trong đó, chính quyền của ông Trump có thể dễ dàng đạt được đa số trong việc đưa ra các quyết định như bổ nhiệm thành viên nội các hoặc xác nhận thẩm phán tòa án tối cao tiềm năng. Trong cuộc bầu cử hiện nay, tất cả 425 ghế tại Hạ viện đều được bầu lại và hiện nay mọi con mắt đều độ dồn vào cuộc đua quan trọng có khả năng quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát hiện nay. Đến 15 giờ ngày 6 tháng 1 giờ Việt Nam, Đảng Cộng Hòa vẫn đang dẫn trước Đảng Dân Chủ trong cuộc đua giành quyền kiểm soát. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden hiện nay, Đảng Cộng Hòa cũng đang kiểm soát Hạ Viện, nhưng với đa số mong manh. Nếu cả Thượng Viện và Hạ Viện đều nằm trong tay Đảng Cộng Hòa, thì đây sẽ là lần thứ hai ông Trump đã được một sự thống nhất như vậy. Trước đó ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống của mình vào năm 2017 với Hạ Viện và Thượng Viện cũng đều do Đảng Cộng Hòa kiểm soát. Cả hai cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2009 và Bill Clinton vào năm 1993 cũng bắt đầu nhiệm kỳ tại Nhà Trắng với sự kiểm soát của Đảng Dân Chủ ở cả lưỡng viện. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ của các Tổng thống Trump, Obama và Clinton, ít nhất một viện đã đảo ngược tình thế trong cuộc bầu cử tiếp theo. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew, Mặc dù nghe có vẻ hiếm, nhưng điều đó không phải là quá bất thường vào đầu nhiệm kỳ đầu tiên của một tổng thống. Điều này đã xảy ra tới 16 trong số 21 tổng thống kể từ khi ông Theodore Roosevelt đắc cử. Mặc dù cuộc bầu cử tại Hạ viện chưa kết thúc, nhưng việc kiểm soát được Thượng viện sau 4 năm vẫn được nhiều thành viên Đảng Cộng Hòa, nhất là các thượng nghị sĩ tổ chức ăn mừng. Theo một tuyên bố của Thượng nghị sĩ tề sát John Cornyn, ông cho biết cuộc bầu cử này là điều tốt nhất cho quốc gia và mong muốn sớm được làm việc với tổng thống Trump. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Wyoming John Barasso cho biết, Đảng Cộng hòa tại thượng viện đang tập trung vào việc đưa đất nước này trở lại đúng hướng. Ông Barasso tuyên bố, các cử tri đang tin tưởng vào những người Cộng hòa tại thượng viện với một cơ hội phi thường. Ông cũng cho biết, với việc Đảng Cộng hòa chiếm đa số mới tại thượng viện, cơ quan lập pháp sẽ tập trung thực hiện một chương trình nghị sự phản ánh các ưu tiên của Hoa Kỳ như giá thấp hơn chi tiêu ít hơn, biên giới an toàn và sự thống trị năng lượng của Hoa Kỳ. Theo kênh Telegram Resident của Ukraine, quân đội Kiev đã thiệt hại nặng nề trong chiến dịch tại tỉnh Kursk của Nga với khoảng 30.000 binh sĩ thương vong, trong đó có 11.000 người thiệt mạng. Ukraine cũng chịu tổn thất lớn về thiết bị quân sự trị giá hơn 10 tỷ đô la Mỹ do phương Tây cung cấp. Lầu Năm Góc ngay lập tức cảnh báo Kiev sẽ không nhận được viện trợ với số lượng tương tự việc dàn quân mỏng cũng làm suy yếu tuyến phòng thủ ở Donbass. Bên cạnh đó, lực lượng không quân Ukraine ngày 6 tháng 11 tuyên bố các đơn vị phòng không của nước này đã phá hủy 38 thiết bị bay không người lái UAV của Nga chỉ sau một đêm. Thêm 22 UAV của Moscow cũng bị hệ thống tác chiến điện tử của Kiev ngăn chặn. Theo lực lượng không quân Ukraine, Moscow đã phóng hai tên lửa vào khu vực Odessa vào đêm ngày 5 tháng 11. Nhận định về tình hình ở Kursk, nhà lập pháp Mariana Bezuglea cho biết trên kênh Telegram của bà. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky có thể đang chuẩn bị rút quân khỏi vùng Kursk của Nga. Bà đưa ra nhận định trên sau một loạt bài đăng của ông Shishky trên Facebook, trong đó ông công bố kết quả của cuộc tấn công vào Kursk từ tháng 8 tới nay. Ông tuyên bố cuộc tấn công đã buộc Nga phải đưa quân tới nơi khác để bảo vệ Kursk. Bà cho biết ông Shishky đã đưa ra những phát biểu cho thấy Ukraine sắp rút quân khỏi khu vực Kursk. Ở một diễn biến khác, Tòa án vùng Sverdlovsk của Nga vừa qua đã kết án kỹ sư Danil Mukhamentov làm việc tại một nhà máy sản xuất xe tăng 16 năm tù về tội danh phản quốc vì đã tuồn bí mật quân sự cho Kiev. Theo tòa án, ông Mukhamentov đã thừa nhận một phần tội lỗi của mình sau khi bị cáo buộc chuyển thông tin kỹ thuật quân sự cho cơ quan tình báo Ukraine. Vợ của ông Mukhamentov cũng đã bị kết án 12,5 năm tù vào tháng 10 năm 2024 sau khi bán bản thiết kế kỹ thuật xe tăng cho các quan chức Ukraine với giá 100.000 rúp tương đương với hơn 1.000 đô la Mỹ. Hai vợ chồng Mukhamentov bị cơ quan an ninh liên bang Nga FSB bắt giữ vào tháng 3 năm 2023. Nhà máy Uran nằm tại thành phố Nizhny Tagin, cách Moscow khoảng 1.400 km về phía đông, với nhiệm vụ sản xuất xe tăng chiến đấu T-90M và hiện đại hóa xe tăng T-72 B-3M. Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, nơi đây đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp xe tăng cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Truyền thông Ukraine đưa tin, Nga đã bắt đầu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ở Mykolaiv, khiến nhiều hộ dân bị mất điện. Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Mykolaiv, ông Vitaly Kim, trong một bài đăng trên Telegram cho biết, nhiều hộ dân ở Mykolaiv đã bị mất điện sau cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của tỉnh này gần đây. Quan chức này lưu ý rằng, các kỹ sư đã nhanh chóng khôi phục nguồn cung cấp điện cho một số khu vực trong tỉnh. Các nỗ lực phục hồi vẫn đang được tiến hành. Ông Vitaly Kim nói thêm rằng, 7 máy bay tấn công không người lái UAV của Nga đã bị phá hủy trên lãnh thổ Mykolaiv trong đêm, không có báo cáo về thương vong. Trước đó, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin cho rằng Nga và Ukraine đang đàm phán về việc dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, được yêu cầu bình luận về một bài báo của Financial Times, trong đó cho biết Moscow và Kiev đang thảo luận sơ bộ về vấn đề này. Financial Times lưu ý rằng, Ukraine đang tìm cách nối lại các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian, vốn đã gần đạt được thỏa thuận vào tháng 8. Tờ báo cũng cho biết, bất kỳ bước đột phá nào về việc dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ đánh dấu sự xuống thang đáng kể nhất trong cuộc xung đột đến thời điểm hiện tại. Bài báo nói thêm, trích dẫn một quan chức cấp cao của Ukraine rằng hai bên đã giảm tần suất các cuộc tấn công, như một phần của thỏa thuận mà các cơ quan tình báo của họ đã đạt được. Tuy nhiên, thông tin này đã bị ông Peskov bác bỏ. Người phát ngôn nói rằng Ngày nay có rất nhiều câu chuyện bịa đặt không liên quan gì đến thực tế, ngay cả những ấn phẩm uy tín nhất cũng không ngại đưa ra những thông tin gây hiểu lầm kiểu này. Ông Peskov nhắc lại, xung đột chỉ có thể kết thúc sau khi Ukraine rút quân khỏi lãnh thổ Nga, bao gồm các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Người phát ngôn Điện Kremlin ám chỉ đến sáng kiến hòa bình do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào tháng 6. Thời điểm đó, ông Putin cho biết Moscow sẽ ngay lập tức ngừng bắn và bắt đầu đàm phán nếu Kiev bắt đầu rút quân khỏi các khu vực trên và tái cam kết trung lập. Vào cuối tuần qua, đoạn video nổi bật trên mạng xã hội đã ghi lại một khoảnh khắc đặc biệt của cuộc xung đột Ukraine. Đoạn video đánh dấu lần đầu tiên hình ảnh rõ nét của MiG-29 triển khai GBU-39 được công khai, thể hiện bước tiến vượt bậc về quân sự của Ukraine. Được thiết kế để mang lại ưu thế trong các nhiệm vụ không kích, GBU-39 nổi bật với độ chính xác gần như tuyệt đối, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 100 km giảm thiểu thiệt hại phụ khi nhắm vào các mục tiêu mặt đất. Sự xuất hiện của dòng bom GBU-39 ở Ukraine không phải là ngẫu nhiên. Hồi tháng 12 năm 2022, Mỹ tuyên bố sẽ viện trợ các loại đạn dược tiên tiến này nhằm nâng cao khả năng tấn công chính xác của Ukraine, giúp đối phó hiệu quả hơn với quân đội Nga. Tuy nhiên, việc tích hợp dòng bom hiện đại này vào MiG-29 của Ukraine không phải là một công việc dễ dàng. Kể từ đầu năm 2023, các kỹ sư và phi công Ukraine đã tiến hành nhiều thử nghiệm và sửa đổi để tối ưu hóa MiG-29 giúp máy bay có thể mang và triển khai bom GBU-39. Cụ thể, để lắp đặt GBU-39, các bệ phóng BRU-61 4 nòng đã được điều chỉnh để phù hợp với hệ thống giá treo của MiG-29. Ngoài ra, máy bay còn phải nâng cấp phần mềm điều khiển vũ khí để đảm bảo dữ liệu dẫn đường và điều khiển bom được cập nhật chuẩn xác. Theo ước tính của Mỹ, khi sử dụng bom GBU-39 từ máy bay chiến đấu, tỷ lệ thành công là 90%. Bom GBU-39 có trọng lượng 130 kg, chiều dài khoảng 1,8m, đường kính 190mm và tầm bay tối đa lên tới 110km. Thiết kế cánh mở khi bay giúp bom tăng đáng kể phạm vi tấn công mục tiêu. Theo các báo cáo từ Ukraine, chiếc MiG-29 trong đoạn video đã tấn công thành công vào một cứ điểm quân sự của Nga gần Urychiv, thuộc vùng Zaporizhia. Vùng đất chiến lược này đóng vai trò quan trọng khi kết nối thành phố Zaporizhia với các khu vực Melitopol và Mariupol do Nga kiểm soát. Trong năm qua, vùng Urychip đã trở thành tâm điểm của nhiều trận giao tranh ác liệt giữa hai bên. Đặc biệt, lực lượng Nga tại đây liên tục sử dụng các chiến thuật xâm nhập nhằm xuyên phá hệ thống phòng thủ của Ukraine tại các khu vực xung quanh Rabotino, một điểm nóng chiến sự trên tuyến tiền phương. Ông Dmytro Likovy, phát ngôn viên nhóm chiến lược Tavria của Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào vùng Orichip đang ngày càng dồn dập. Các động thái từ phía Nga cho thấy họ muốn mở rộng hành lang chiến lược từ Melitopol đến Mariupol Việc sử dụng GBU-39 của Ukraine trong bối cảnh này là một phản ứng trực tiếp để ngăn chặn các bước tiến từ đối phương, đồng thời giúp Ukraine giữ vững vị trí ở miền Nam. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng đã thảo luận về khả năng thích ứng cao của GBU-39 trước các biện pháp gây nhiễu điện tử của Nga. Các báo cáo từ lầu nông góc cho thấy, GBU-39 có tỷ lệ đánh trúng mục tiêu thành công lên tới 90%, ngay cả khi đối mặt với hệ thống tác chiến điện tử tinh vi. Điều này khiến GBU-39 trở thành một trong những loại đạn dược có khả năng chính xác cao và đáng tin cậy nhất của phương Tây trong chiến tranh hiện đại. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, giới chuyên gia quân sự Nga lại bày tỏ hoài nghi về khả năng thực sự của GBU-39 trong việc vượt qua các hệ thống phòng thủ điện tử của Nga. Họ cho rằng, mặc dù có công nghệ tiên tiến, GBU-39 vẫn dễ bị vô hiệu hóa khi Nga áp dụng các biện pháp tác chiến điện tử đặc biệt. Các nhà phân tích quân sự của Nga khẳng định rằng, họ đã điều chỉnh chiến thuật phòng thủ để hạn chế hiệu quả của các vũ khí dẫn đường chính xác của Ukraine, đồng thời nâng cao hiệu quả của hệ thống phòng không nhằm đối phó với các loại đạn dược như GBU-39. Hồi tháng 9, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Swisky nói Chúng tôi đang nỗ lực tăng thời lượng huấn luyện quân sự trung cơ bản. Dự án liên quan được khởi động vào tháng 10 đến tháng 11 năm 2024. Theo hãng tin Ukrainska Pravda của Ukraine, thời gian đào tạo dành cho tân binh là 3 tháng, bao gồm 1 tháng huấn luyện quân sự cơ bản và 2 tháng đào tạo chuyên sâu. Tuy nhiên, thời gian thực hiện chương trình đào tạo mới chưa được tiết lộ cụ thể. Vừa qua, chỉ huy bộ tư lệnh huấn luyện lực lượng lục quân của Ukraine, Igor Palaliuk đã cho biết một yêu cầu cụ thể hơn. Kể từ ngày 1 tháng 11, tất cả 27 trung tâm huấn luyện tại Ukraine đã tăng thời lượng huấn luyện vũ khí kết hợp cơ bản từ 30 đến 45 ngày. Ngoài các nội dung cơ bản về sử dụng UAV và hệ thống tác chiến điện tử đã được công bố rộng rãi, chương trình huấn luyện mở rộng theo yêu cầu của các đơn vị quân đội đã bổ sung thêm khoa mục tác chiến với vũ khí tập thể như súng máy, súng phóng lựu. Số lượng bài tập bắn súng đã tăng từ 23 lên 45. Số lượng đạn bắn từ súng trường tấn công AK hiện đại đã tăng từ khoảng 500 lên 866. Những nguồn tin của Ukrainska Pravda tại Bộ Tổng Tham mưu giải thích, việc tăng thời lượng huấn luyện nhằm đào ngược thái độ cho rằng mọi người không xa trận vì họ sợ rằng sẽ kết thúc ở mặt trận mà không được huấn luyện. Tin tức về thời gian huấn luyện kéo dài công bố sau nhiều tháng binh sĩ Ukraine không được huấn luyện đầy đủ để ra tiền tuyến. Tân binh Ukraine phải vật lộn để chiến đấu trên thực địa, trong đó một số thậm chí đã bỏ vị trí của mình. Trong một bài viết khác trên tờ Washington Post hồi tháng 6, các chỉ huy Ukraine chia sẻ thường phải dành thời gian để huấn luyện tân binh những kỹ năng cơ bản như cách bắn súng. Thời điểm đó một phó tiểu đoàn trưởng của lực đoàn cơ giới 93 được biết đến với biệt danh là Smith, nói rằng những binh sĩ chuyển từ hậu phương ra tiền tuyến thiếu kỹ năng chiến đấu trầm trọng. Binh sĩ biệt danh Smith cho hay, chúng tôi có những người thậm chí còn không biết cách tháo rời và lắp ráp súng. Thông thường những tân binh thiếu kinh nghiệm sẽ được triển khai để thay thế những binh sĩ kỳ cựu bị thương hoặc kiệt sức vì xung đột kéo dài sang năm thứ ba. Theo tờ Kyiv Independent, Ukraine lo ngại quân đội sẽ không còn đủ người được huấn luyện bài bản để tiếp tục chiến đấu. Một năm trước, ngoại trưởng Ukraine thời điểm đó là ông Dmytro Kuleba thừa nhận rằng. Kiev đang trong tình trạng thiếu các nhà ngoại giao cấp cao. Đồng thời thông báo rằng Kiev đang tìm kiếm ứng viên đại sứ tới 21 quốc gia trên thế giới. Aeropin Pravda đưa tin, trong bài phát biểu mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận về việc thay đổi nhân sự đứng đầu các đại sứ quán Ukraine với Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sibiha. Nhà lãnh đạo Zelensky nói rằng, cùng với người đứng đầu Bộ Ngoại giao, ông đã thảo luận với các ứng cử viên đại sứ Ukraine cho các vị trí còn trống tại các quốc gia liên quan cũng như kết quả công việc của các nhà ngoại giao Ukraine. Ông tuyên bố, chúng tôi đang chuẩn bị thay thế và bổ nhiệm nhưng không đưa ra thông tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Ukraine trước đó đã báo cáo rằng không có đại sứ tại gần 30 đại sứ quán Ukraine. Sau khi được bổ nhiệm vào đầu tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Sibiga đã công bố một số quyết định về nhân sự và sửa đổi chiến lược chính sách đối ngoại của mình. Ngoài ra, ông Zelensky gần đây đã bổ nhiệm một đại sứ mới tại Ba Lan, vào tháng 3, theo ông Ruslan Osipenko, một chuyên gia quan hệ quốc tế và ngoại giao, các cuộc cạnh tranh mở và tìm kiếm ứng viên đại sứ bên ngoài hệ thống ngoại giao không phải là một truyền thống phổ biến trong ngoại giao quốc tế. Ông Osipenko cho rằng, việc bổ nhiệm một người không phải là nhà ngoại giao làm đại sứ sẽ làm giảm hiệu quả của đại sứ quán. Một đại sứ phải có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì họ được trao quyền phát biểu và hành động thay mặt nhà nước của mình và chịu trách nhiệm về mọi lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa. Trên thực tế, đại sứ là người thay thế của Tổng thống ở một quốc gia khác. Ukraine có truyền thống cử các cựu bộ trưởng và quan chức làm đại sứ ở các nước khác nhau. Tại Ukraine, một đại sứ mới thường được bổ nhiệm trong vòng 2 tháng. Các đại sứ có nhiệm kỳ cố định và quy trình bổ nhiệm gồm 7 bước. Quá trình này cũng bao gồm cả sự cân nhắc của nước sở tại kéo dài từ 1,5 đến 2 tháng. Ông Osipenko cho biết, để ngăn chặn tình trạng thiếu đại sứ ở một quốc gia, Bộ Ngoại giao Ukraine thường chuẩn bị đại sứ tiếp theo trước khi kết thúc nhiệm kỳ của người tiền nhiệm để đảm bảo tính liên tục lữ đoàn dù 46 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine thông báo đã đẩy lùi hai đợt tấn công cơ giới lớn của quân đội Nga. Cụ thể, thông báo từ cơ quan báo chí của lữ đoàn 46 có đoạn: Quân đội Nga đã thực hiện thêm hai nỗ lực tấn công bất thành theo hướng phòng thủ của hai tiểu đoàn đổ bộ đường không nằm trong đội hình lữ đoàn. Hai nhóm tấn công lần lượt cố gắng xông vào các vị trí được binh sĩ Ukraine bảo vệ. Nhóm đầu tiên bao gồm một xe tăng, năm xe chiến đấu bộ binh IFV và một pháo phòng không tự hành ZSU-234 Sinka trong khi nhóm thứ hai gồm một chiếc xe tăng và 6 IFV. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công với sự hỗ trợ của pháo binh và máy bay không người lái FPV. Được biết, 8 phương tiện chiến đấu đã bị phá hủy do hỏa lực chính xác cao, bao gồm một xe tăng và 7 chiếc IFV. Sau khi bị thiệt hại nặng, 4 chiếc IFV, một xe tăng và tổ hợp Sinka buộc phải vội vã rút lui. Lính dụ Ukraine nói thêm, những người điều khiển máy bay không người lái sẽ loại bỏ bộ binh đang chạy xung quanh số phận không thể tránh khỏi đang chờ đợi họ trong cánh rừng và những nếp gấp của địa hình. Vấn đề cần lưu ý ở đây là việc phối thuộc phá phòng không Sinka cho mũi xung kích là một điều mới lạ trong chiến thuật tấn công của quân đội Nga. Vũ khí trên rõ ràng không được giao nhiệm vụ bảo vệ binh sĩ khỏi các cuộc không kích nếu chưa trải qua hiện đại hóa sâu và tốn kém bởi nó không thể phát hiện một vật thể nhỏ và bay chậm như máy bay không người lái FPV hoặc loại quadcopter thường được sử dụng để thả liệu đạn hay đạn cối ZSU-234 Sinka được coi là đỉnh cao của công nghiệp quốc phòng Liên Xô. Loại vũ khí đánh chặn này chính thức được đưa vào trang bị vào năm 1962. Sự xuất hiện của tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-234 Sinka lúc đó đã tạo nên một cuộc cách mạng trong khả năng phòng không của Liên Xô. Sau khi được đưa vào biên chế, pháo phòng không ZSU-234 Sinka đã chứng tỏ sự lợi hại khi xuất hiện trong các cuộc xung đột mà chúng tham gia. ZSU-234 Sinka còn được mệnh danh là vua phòng không tầm thấp trong thập niên 1960-1970, cho tới khi những tổ hợp phòng không hiện đại hơn ra đời. Với bốn khẩu pháo 23mm, có tốc độ bắn nhanh và liên tục, gần như không có trực thăng hay máy bay ném bom nào có tốc độ bay thấp mà thoát khỏi lưới lửa của nó. Các trực thăng, máy bay chiến đấu khi đang cất hạ cánh mà lọt vào trong tầm bắn của pháo ZSU-234 Sinka thì khả năng bị tiêu diệt rất cao. Ngoài khả năng phòng không cốt lõi, thì tổ hợp ZSU-234 Singa vẫn có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất. Xung đột tại Syria đã cho thấy rõ điều này. ZSU-234 Singa đã được chứng minh trong nhiều cuộc xung đột, nhất là tác chiến đô thị và ở khu vực rừng núi. Chúng có thể dễ dàng phá hủy các mục tiêu như xe bọc thép nhẹ, xe quân sự. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Sitsky Vừa cho biết, Ukraine đang phải đối mặt với một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện. Tốc độ tấn công ngày càng tăng của Nga là bằng chứng cho thấy cuộc xung đột tiêu hào mà nhiều quan chức và nhà phân tích ở phương Tây gọi là bế tắc đã diễn ra chậm nhưng chắc theo hướng có lợi cho Moscow. Với tình trạng thiếu hụt nhân lực và các vấn đề về cấu trúc hệ thống, các lựa chọn để ký ép và các đối tác ổn định mặt trận trước lợi thế tài nguyên của Nga là hạn chế. Khu vực quan trọng nhất của tiên tuyến tính đến đầu tháng 11 này nằm ở nửa phía nam của khu vực do Ukraine kiểm soát thuộc tỉnh Donetsk. Sau khi tiến nhanh qua Adipka, hướng đến trung tâm hậu cần quan trọng của Pokrov vào mùa hè, quân đội Nga đã chuyển hướng về phía nam vào đầu tháng 9, cắt đất một vùng đất rộng lớn do Ukraine nắm giữ ở phía tây sông Vocha với việc chiếm thành công thành phố Ukrainsk. Các cuộc tiến công tiếp theo của Nga hướng đến Pokrov ban đầu chậm lại vào mùa thu, dừng lại ở cổng thành phố Selidov, Nơi lữ đoàn vệ binh quốc gia số 15 tương đối non trẻ đã tiếp quản việc phòng thủ thành phố khai thác mỏ, từng là nơi sinh sống của hơn 22.000 người này. Tuy nhiên, trong hai tháng tiếp theo, thay vì tấn công Seredov, quân đội Nga đã chiếm giữ các cánh đồng ở cả hai bên sườn, cả hai đều do các lữ đoàn Ukraine kiệt sức hơn chấn giữ. Trong khi đó, cuộc phòng thủ kéo dài gần 2 năm ở pháo đài Vuledat đã kết thúc khi quân đội Nga chiếm được thành phố này vào những ngày đầu tháng 10. Tổn thất nặng nề và các cuộc tiến công liên tục của Moscow đã buộc lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine và các đơn vị trực thuộc khác phải rút khỏi thành phố qua các cánh đồng tràn ngập UAV Nga. Vào đầu tháng 11, các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía Bắc, Vuleda đã liên tiếp sụp đổ cục bộ, dẫn đến một số chiến thắng nhanh chóng nhất của Nga kể từ đầu năm 2022. Xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine, lực lượng Nga đã tiến hơn 10 km về phía Bắc qua thảo nguyên rộng mở, đưa họ đến gần hơn với con đường chính dẫn vào thành phố Kurakov. Kurakov, nơi có nhà máy nhiệt điện lớn đã hoạt động trở lại vào đầu năm 2024, hiện đang bị bảo vệ từ ba phía. Nếu không được ngăn chặn, cuộc tấn công vùng phía Nam Đô nhất của Nga có thể sẽ sớm lan ra khỏi ranh giới của tỉnh này. Những cuộc tấn công đó hiện đe dọa thị trấn Velika Novos Novosika ở phía Tây và xa hơn nữa là ranh giới phía Đông của các tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk. Mặc dù tiên tuyến đã thay đổi mạnh mẽ ở phía nam Donetsk, nhưng đây không phải là khu vực duy nhất của tiên tuyến mà những thành quả gần đây của Nga gây lo ngại nghiêm trọng cho lực lượng phòng thủ của Ukraine. Ở phía tây bắc Porov, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở hai thành phố Torres và New York, nơi lực lượng Nga tiếp tục đạt được những thành quả nhỏ, tiến dần qua những con phố đổ nát. Trong suốt mùa xuân và mùa hè, lực lượng phòng thủ Chaevza của Ukraine chỉ cách thành phố Bakhmut bị phá hủy 5 km về phía tây dường như là một điểm sáng tương đối trên tiền tuyến. Ở đó, lữ đoàn cơ giới số 24 dọc kinh nghiệm của Ukraine đã giữ cho lực lượng Nga gần như đứng yên ở rìa phía tây của thành phố trong nhiều tháng, được hỗ trợ rất nhiều bởi hàng gia phòng thủ là kênh đào Sivetsky Donetsk Donbass. Nhưng sau những áp lực liên tục, lực lượng Nga đã vượt qua kênh đào vào giữa tháng 10. Nếu họ có thể củng cố sự hiện diện ở phía tây kênh đào và tiến xa hơn, quân đội Nga có thể thu hẹp khoảng cách để các thành phố Slovian, Kramatov và Durukhika. Lữ đoàn cơ giới độc lập số 100 của lực lượng mặt đất thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được xe chiến đấu bộ binh IFV M2 Bradley trong đợt viện trợ quân sự mới từ Mỹ. Những bức ảnh liên quan đã được cơ quan báo chí của lữ đoàn công bố. Được biết, những chiếc IFV nói trên đã được đưa vào biên chế cho tiểu đoàn cơ giới số 1. Đánh giá qua các bức ảnh được công bố, lữ đoàn 100 đã nhận được phiên bản tiêu chuẩn của MA-2A Bradley ODSSA dành cho quân đội Ukraine với bộ giáp phản ứng nổ Brad đặc trưng. Nhìn bên ngoài, MA-2A ODSSA có thể được phân biệt với các phiên bản cũ nhờ camera của người lái ở phần trước thân xe. Điều đáng chú ý MA-2A cũng có camera tương tự. Tuy nhiên, xe chiến đấu bộ binh của Ukraine không có kính ngắm mới nhất dành cho trường xe, Điều này cho thấy người Mỹ đang chuyển giao phiên bản MA-2A ODS-SA. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 300 xe chiến đấu bộ binh Bradley, nhiều hơn đáng kể so với một số phương tiện chiến đấu bọc thép khác như xe tăng Abram. Mỹ chỉ gửi cho Ukraine 31 xe tăng Abram. Xe chiến đấu của bộ binh Bradley được tạo ra để đáp trả các phương tiện chiến đấu bộ binh của Liên Xô và được đưa vào phục vụ trong những năm 1980. Bradley không phải là phương tiện bọc thép tiên tiến nhất, nhưng chúng linh hoạt và có khả năng cao. Đại tá Hamid de Bretton Gordon, cựu chỉ huy lực lượng hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân của Anh, nói rằng số lượng đáng kể trên đem lại cho Ukraine khả năng sử dụng xe Bradley hiệu quả hơn nhiều so với khi sử dụng xe tăng. Có đủ vũ khí là điều quan trọng với quân đội, vì như vậy họ mới có thể sử dụng những vũ khí này linh hoạt hơn. Ông Dobretton Gordon cho biết rằng ở Ukraine, xe chiến đấu bộ binh Bradley đã được sử dụng chống lại bộ binh trong bong khe, xe chở quân, máy bay không người lái UAV và thậm chí cả những xe tăng hàng đầu của đối phương. Mới đây trên chiến trường Kursk, trong chiến dịch tấn công một máy bay không người lái fpv của nga đã lao vào trước bradley nhưng phương tiện chiến đấu đã được cứu nhờ chiếc lồng thép chống máy bay không người lái khiến chiếc fpv bị mắc kẹt sau đó một quả tên lửa chống tăng atgm đã bắn trúng phần mặt trước của chiếc ifv nhưng phương tiện chiến đấu vẫn sống sót và tiếp tục di chuyển theo hãng tin Ukraine Form, khoảng 500 đơn đăng ký từ 30 quốc gia đã được gửi đến quân đoàn Ukraine, một đơn vị quân đội được thành lập ở Ba Lan từ các công dân Ukraine sống ở nước ngoài. Đồng thời, đại đa số những người đăng ký không có kinh nghiệm quân đội và không phải ai cũng sẽ ký hợp đồng với lực lượng vũ trang Ukraine. Ukraine Form dẫn lời của đại diện trung tâm tuyển dụng tại Tổng lãnh sự quán Ukraine ở Lublin, Ba Lan, cho hay Chúng tôi nhận được hầu hết đơn là đơn đăng ký từ những người Ukraine sống ở Ba Lan và Cộng hòa Séc, nhưng cũng có từ Vương quốc Anh, thậm chí cả Canada và Mỹ. Theo người này, khoảng 90% đơn đăng ký được nhận là nam giới, 10% là nữ giới. Theo độ tuổi, khoảng một nửa số người nộp đơn dưới 25 tuổi, khoảng 80% số người nộp đơn không có mối liên hệ nào trước đó với quân đội. Hồi tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Vladislav Kosini Akamit cho biết rằng Vác đã cố gắng nhưng không thành công trong việc thành lập quân đoàn Ukraine vì số người tình nguyện tham gia và chiến đấu ở Ukraine ít hơn dự kiến tới 20 lần. Ông Kosini Akamit cho biết, chúng tôi không thấy được mong muốn tham gia và sự quan tâm từ tình nguyện viên như chúng tôi kỳ vọng. Chỉ có khoảng 300 người bày tỏ sự quan tâm, trong khi chúng tôi hy vọng có từ 5.000 đến 6.000 người. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, ông đã liên hệ với chính phủ Ukraine vài tháng trước với lời đề nghị khuyến khích người dân Ukraine đang sống ở Ba Lan tham gia đơn vị tình nguyện. Bộ trưởng Kosini Akamit cho hay, chúng tôi đã triển khai quân đội để đào tạo lực lượng Ukraine. Chúng tôi đã đào tạo 25.000 binh sĩ theo chương trình của NATO, nhưng chúng tôi cũng mong muốn đào tạo những tình nguyện viên Ukraine đang cư trú tại Ba Lan. Ukraine trong thời gian qua đã đẩy mạnh cải tiến hoạt động tuyển quân để đối phó với tình trạng thiếu lực lượng nghiêm trọng trên tiền tuyến trước đà tiến rồn rập của Nga. Cơ sở dữ liệu Eurostat ước tính khoảng 4,3 triệu người Ukraine đang sống ở các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu tính đến tháng 1 năm 2024, trong đó có khoảng 860.000 người là nam giới trưởng thành. Ukraine trong thời gian qua nhiều lần kêu gọi nam giới trong độ tuổi nhập ngũ về nước để đóng góp phát triển kinh tế cũng như gia nhập lực lượng vũ trang để đối phó với Nga. Theo thông tin cập nhật từ Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng T-80 BVM của Nga đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công của lực lượng Ukraine tại khu vực phía nam Donetsk. Cụ thể, các kíp lái T-80 BVM từ nhóm tác chiến của Nga đã phản ứng nhanh chóng khi tình báo Nga phát hiện sự tập trung đầu đảo của quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho một đợt tấn công. Trước tình thế này, các lực lượng Nga quyết định tiến hành tấn công phủ đầu bằng hỏa lực chính xác từ vị trí chiến lược, gây tổn thất đáng kể cho Ukraine về nhân sự và trang thiết bị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, kiếp xe T-80BVM lập tức rút lui về vị trí an toàn, tránh nguy cơ bị phản công bởi pháo binh Ukraine. Trong giai đoạn này, các xe tăng vẫn duy trì sẵn sàng chiến đấu và được bổ sung đạn dược, phòng trường hợp cần tái triển khai. Vào tháng 9 năm ngoái, quân đội Nga đã đưa hàng loạt xe tăng T-80BVM mới ra chiến trường. T-80BVM là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 do Liên Xô phát triển. Mục tiêu chính của việc nâng cấp T-80 BVM là nâng cao khả năng chiến đấu của xe tăng và kéo dài thời gian hoạt động. T-80 BVM có trọng lượng chiến đấu khoảng 46 tấn, xe tăng được trang bị động cơ tô biến khí, tạo ra công suất 1.250 mã lực cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 80 km h trên đường trường và 45 km h trên địa hình. Phạm vi hoạt động 500 km. Xe tăng có tổ lái gồm 3 người, bao gồm chỉ huy, xạ thủ và lái xe kênh Telegram của công ty Uravozon Ravod, một thành viên của tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, đơn vị sản xuất xe tăng lớn nhất của Nga, đã cung cấp một vài thông tin quan trọng về những chiếc xe tăng nói trên. Những cải tiến được thực hiện dựa trên kinh nghiệm sử dụng phương tiện trong các trận chiến thực sự, gói nâng cấp nói trên đã được chứng minh làm tăng khả năng đáng kể tồn tại của xe tăng. Ưu điểm lớn nhất của những chiến xa này là lắp đặt động cơ thổi biến khí công suất 1.250 mã lực đầy mạnh mẽ, khiến chiếc T-80BVM gần như im lặng khi di chuyển về phía đối phương để tung đòn tấn công quyết định. Những lời chia sẻ từ các binh sĩ Nga đã góp phần làm rõ lợi thế của T-80 so với các xe tăng khác. Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 2023, một chỉ huy Nga chia sẻ về lần chạm trán xe tăng Leopard do Đức sản xuất trên chiến trường. Theo vị chỉ huy này. Trong khi Leopard gặp khó khăn ở địa hình lầy lội, động cơ tua bin khí của T-80 giúp nó di chuyển linh hoạt trên mọi loại địa hình phức tạp. Chỉ huy này cho biết, Leopard thường xuyên bị kẹt trong bùn, xe chúng tôi với động cơ tua bin khí vượt qua mọi chướng ngại vật, kể cả chiến hào và bông kè của đối phương trong điều kiện thời tiết khó khăn. Điểm mạnh của T-80 còn nằm ở động cơ tua bin khí, tương tự như xe tăng M1 Abram của Mỹ, tạo ra sức mạnh vượt trội để vượt qua các địa hình đa dạng một cách nhanh chóng. Khả năng này là một lợi thế chiến lược trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine nơi địa hình thay đổi và phức tạp. Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp tân tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Mark Rutte. Ông Rutte đã đến thăm Kiev chỉ hai ngày sau khi tiếp quản vị trí đứng đầu khối quân sự do Mỹ dẫn đầu. Ông Zelensky nói với truyền thông, Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục các đối tác của mình về nhu cầu bắn hạ tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga. Và ông lưu ý rằng phương Tây vẫn chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, mới đây nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cho hay NATO có thể thảo luận về khả năng đánh chặn tên lửa của Nga, trên không phận Ukraine trong cuộc họp cấp bộ trưởng của Liên minh vào tuần tới. Ông Sikorski phát biểu trên kênh truyền hình Ba Lan TVN24 vừa qua rằng đây có thể là vấn đề được đem ra thảo luận trong nhóm các đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi có tổng thư ký NATO mới. Cuộc họp cấp bộ trưởng NATO tiếp theo sẽ diễn ra vào tuần tới. Có lẽ vấn đề này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán. Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bác bỏ đề xuất này trong nhiệm kỳ của mình, nhưng một số ý kiến tin rằng người kế nhiệm của ông là Mark Rutte có thể sẽ khơi lại các cuộc thảo luận về ý tưởng này. Hồi tháng 7, Ukraine đã ký một hiệp ước an ninh với Ba Lan theo các điều khoản này, nhưng Warsaw đã rút lại thỏa thuận, viện dẫn lý do cần phải tham vấn với NATO. Tại cuộc họp báo với ông Rutte, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần số lượng và chất lượng vũ khí đủ lớn để xoay chuyển tình thế trên chiến trường, bao gồm cả vũ khí tầm xa, mà theo ông bị các đối tác của Kiev trì hoãn cung cấp. Ukraine đã nhiều lần kêu gọi NATO giúp đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Nga kể từ khi Moscow bắt đầu kế hoạch quân sự. Có thời điểm, Ukraine đề nghị NATO giúp đóng cửa không phận. Tuy nhiên, NATO vẫn còn ngần ngại với phương án này vì e ngại kịch bản xung đột trực tiếp với Nga. Đây không phải là lần đầu Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski nói về vấn đề này. Ông từng bày tỏ hy vọng rằng NATO sẽ cho phép Warsaw sử dụng hệ thống phòng công để bắn rơi tên lửa của nga trên bầu trời ukraine nếu chúng gây ra mối đe dọa cho ba lan. mặc dù vậy, trong nội bộ ba lan vẫn có những ý kiến trái chiều. trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh zet gần đây, phó thủ tướng ba lan gawcozki cho rằng bằng cách yêu cầu ba lan bắn hạ tên lửa nga trên bầu trời ukraine, tổng thống volodymyr zelensky đang cố gắng lôi kéo wassava vào xung đột. Bình luận của ông Gakovsky được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao ngày càng gia tăng giữa Kiev và Warsaw liên quan tới sự ủng hộ của Ba Lan đối với Ukraine cũng như những bất đồng trong lịch sử. Ông Gakovsky nhấn mạnh, ông Zelensky muốn Ba Lan bắn tên lửa bay trên bầu trời Ukraine. Điều đó có nghĩa là ông ấy muốn Ba Lan tham gia vào xung đột. Điều đó có nghĩa là ông ấy muốn Ba Lan tham chiến với Nga. Bằng những tuyên bố này, ông Zelensky muốn kéo Ba Lan vào cuộc xung đột với Nga. Theo RT hồi tháng 8, Ukraine đã triển khai một số đơn vị được trang bị tốt nhất để xâm nhập vào vùng Kursk của Nga. Moscow cho hay lực lượng Ukraine đã bị ngăn chặn, không thể tiến sâu vào lãnh thổ Nga và đang bị đánh bật. Việc gây mìn là một phần nỗ lực lớn hơn của Nga nhằm phá hoại các tuyến tiếp tế của Ukraine và bao vây quân đội ép. Đoạn video do máy bay không người lái ghi lại và được quân đội Nga công bố cho thấy một hàng rào thép gai và kim tự tháp bê tông chống tăng dường như đã bị một phương tiện phá mìn phá hỏng hai binh sĩ bị lỗ hỏng trên, trước đó đã giao tranh với lính gác Ukraine đồn trú gần đó. Họ tìm thấy một gói mìn chống tăng và đã nhanh chóng triển khai. Theo hình ảnh ghi được, những binh sĩ này đã đặt mìn ở lỗ hỏng. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hành động này đã khôi phục biên giới tại địa điểm cụ thể đó. Trước đó, những binh sĩ Nga khi cố tránh sự truy đuổi của UAV Ukraine tại mặt trận Kursk cũng bất ngờ vướng phải bẫy răng rồng. Những chướng ngại vật chống tăng xuất hiện một cách bí hiểm tại đây. Người dùng trên mạng xã hội kỳ nhận sự xuất hiện khó hiểu của chứa ngại vật răng rồng trên một số con đường ở tỉnh Kursk. Người ta đồn rằng những bệnh răng rồng này là do lực lượng phá hoại ngầm của Ukraine răng ra. Thực ra những khối bê tông hình kim tự tháp dùng để cản xe tăng này không phải là điều lạ trong xung đột vũ trang nga ukraine cả hai bên tham chiến đều sử dụng chúng để làm chậm đa tiến của xe tăng và xe cơ giới của đối phương tuy nhiên các kênh telegram thời điểm đó nhận thấy những chứa ngại vật này đã được đặt vào ban đêm bên phần biên giới của Nga trên những con đường mà quân Nga hay đi qua. Cụ thể kênh Telegram Truth 1945 có tới 230.000 người theo dõi. Viết những kẻ lạ mặt đã đặt bẫy răng rồng ở phía sau, trên những con đường sơ tán mà xe ô tô con có thể lao nhanh để tránh các UAV cảm tử. Họ nghi đây là tác phẩm của các biệt đội phá hoại ngầm của Ukraine. Các chứng ngại vật răng rồng chống tăng hình kim tự tháp bằng bê tông cốt thép thường xuyên được cả Nga và Ukraine sử dụng để làm chậm tốc độ di chuyển của xe tăng và bộ binh cơ giới của đối phương. Đồng thời là một đặc điểm chung của cuộc xung đột kéo dài giữa hai bên. Vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong buổi phỏng vấn với hãng tin Russia, Segonia khẳng định rằng Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại thành phố Kazan của Nga cuối tháng 10 vừa qua đã cho thấy những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga là vô ích. Ông Lavrov trả lời hãng tin Russia, Segonia trong buổi phỏng vấn, hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 16 tại Kazan thực sự là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng nhất, không chỉ trong năm nay mà còn trong thời gian gần đây. Theo ngoại trưởng Nga, các bên tham gia thượng đỉnh BRICS đều cảm thấy cuộc họp được tổ chức trong bầu không khí hữu nghị, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Ông Lavrov trả lời phỏng vấn, tuyên bố chung nêu rõ cam kết của các quốc gia tham gia trong việc thúc đẩy những thay đổi tích cực trong nền kinh tế và chính trị toàn cầu, hướng tới xây dựng một trật tự quốc tế công bằng và bình đẳng hơn cải cách các thể chế quản trị toàn cầu và giải quyết hiệu quả các thách thức toàn cầu. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi sức mạnh kinh tế và chính trị ngày càng tăng của các nước BRICS là sự thật không thể phủ nhận và cho biết nếu BRICS và các nước quan tâm hợp tác với nhau, họ sẽ là một yếu tố quan trọng của trật tự thế giới mới. Nhận định với tờ Vedomosti của Nga, ông Dmitry Suslov, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu toàn diện châu Âu và quốc tế tại trường kinh tế cao cấp Moscow cho rằng ý nghĩa của hội nghị thượng đỉnh này nằm ở thời điểm diễn ra sau sự mở rộng gần đây của BRICS. Hội nghị thượng đỉnh sẽ kiểm tra khả năng duy trì sự thống nhất và đồng thuận của khối này sau khi mở rộng từ 5 quốc gia ban đầu gồm Nga, Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Đáng chú ý, hội nghị thượng đỉnh BRICS lần này diễn ra ngay trước cuộc bầu cử ở Mỹ. Sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo quốc gia tại Kazan sẽ là một minh chứng cho lập luận của Moscow rằng Nga không hề bị cô lập mà ngược lại đang có sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước khác. Tưởng như những lớp lưới chống máy bay không người lái cảm tử chỉ xuất hiện trên xe tăng thiết sắp Nga, thì giờ đây chúng hiện diện cả ở các nhà máy lọc dầu của quốc gia này. Có nơi chỉ che chắn riêng các bồn chứa, chỗ lại răng kín cả nhà máy, kho tàng, và hiệu quả chống đỡ đòn đánh cũng khác nhau. Những cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái vào khu vực Stavropol đã buộc Moscow phải tăng cường gia cố mục tiêu và mới đây, cụm lưới chống UAV đã bảo vệ thành công một kho dầu của Liên bang Nga đoạn video về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được kênh telegram địa phương đăng tải công trình được bảo vệ có lưới chống uav bố trí xung quanh theo chu vi bồn chứa sản phẩm dầu mỏ đã ngăn chặn một cuộc tấn công trực tiếp của máy bay không người lái cảm tử của ukraine sau khi lao vào lưới chắn đầu đạn có sức nổ mạnh bị kích hoạt gây ra vụ nổ khá lớn nhưng không thể gây hư hại cho bồn chứa hay tạo ra đám cháy lan theo báo chí Nga, yêu cầu phòng chống UAV được đưa ra vào đầu năm nay, khi Ukraine đẩy mạnh tấn công hạ tầng năng lượng Nga, chính phủ Nga đã chính thức ban hành văn bản quy định trách nhiệm hình sự đối với việc không tuân thủ biện pháp bảo vệ mục tiêu có nguy cơ bị khủng bố, trong đó đặt mọi trách nhiệm bảo vệ vật thể chiến lược như nhà máy lọc dầu lên chủ quản lý trực tiếp. Hiện tại ở Nga không có bất cứ quy chuẩn nào về việc thiết lập công trình phòng thủ để bảo vệ các đối tượng như vậy, cho nên các biện pháp tăng cường an ninh được thực hiện theo nhiều cách Trước thực tế trên, hiệu quả của việc chống lại những cuộc tấn công do máy bay không người lái Ukraine thực hiện tại những địa điểm khác nhau cũng mang lại những kết quả khác biệt. Bên cạnh thành công là một vài thất bại, điển hình như cuộc tấn công vào tháng 3 năm nay nhằm vào một trong những kho dầu ở vùng Bengorod, bồn lưu trữ nhiên liệu vẫn bị phá hủy cho dù đã được gia cố bằng lưới chống UAV. Một giải pháp kỳ công hơn đã được quan sát thấy ở một số cơ sở năng lượng. Ví dụ nhà máy lọc dầu Moscow được quây kín bằng lớp bảo vệ có dạng cát kim loại, bao phủ toàn bộ chu vi rộng lớn của cơ sở hạ tầng. Cấu trúc nói trên sử dụng dây cáp kim loại độ dày 8mm, khoảng cách giữa những sợi dây là 60cm. Theo lý thuyết, độ bền của dây cáp đủ để chặn một vật thể nặng lao vào với tốc độ cao, khiến UAV trượt xuống và không gây hại cho công trình. Có lẽ sắp tới, Ukraine cũng sẽ tìm phương cách vô hiệu hóa biện pháp phòng thủ của Nga. Cuộc đối đầu giữa khiên và giáo vẫn rất khó lường. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thảo luận về việc hợp tác tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình lần thứ hai và hỗ trợ quốc phòng. Theo tờ Ukraine Form, thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trên nền tảng mạng xã hội X. Ông Zelensky cho hay, tôi đã có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Theo European Pravda, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Canada đã gửi cho Ukraine hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên theo đơn đặt hàng. Nó sẽ đến vào cuối năm nay. NASAMS là tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung được sản xuất bởi tập đoàn Raytheon Technologies của Mỹ và tập đoàn Kongsberg của Na Uy. Hệ thống được triển khai để đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, bao gồm máy bay, tên lửa hành trình và máy bay không người lái Hệ thống NASAMS gồm 3 bộ phận: radar AN/MPQ-64 Sentinel tên lửa đất đối không tầm trung tiên tiến Amraam và trung tâm phân phối hỏa lực FDC. Mắt thần của NASAMS là AN/MPQ-64, một radar 3D hoạt động ở băng tần X, quay với tốc độ 30 vòng/phút, một đề phủ sóng 360 độ, có thể theo dõi đồng thời 60 mục tiêu và có thể phát hiện mục tiêu cách xa đến 120 km. Mỗi bệ phóng di động của NASAMS có 6 thùng chứa tên lửa phòng không phạm vi bắn của hệ thống phòng không trong cấu hình NASAM S2 lên tới 25 km ở độ cao 15 km. Phiên bản mới nhất của tổ hợp NASAM S3 có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 40 km. Bên cạnh đó, theo nguyên thủ quốc gia Ukraine, ông đã thảo luận với Thủ tướng Trudeau về công thức hòa bình và kế hoạch chiến thắng vốn được trình lên Thủ tướng Canada chi tiết hơn vào tuần trước, cũng như hợp tác tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu lần thứ hai với Canada. Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc hỗ trợ quốc phòng hơn nữa cho Ukraine, tình hình trên chiến trường và phối hợp hợp tác trong khuôn khổ nhiệm kỳ chủ tịch G7 của Canada vào năm 2025. Theo Kiev Independent, mới đây Ngoại trưởng Đức Anna Lena Baobok đã có mặt tại thủ đô Kiev của Ukraine. Đây là lần thứ 8 bà Baobok tới Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Trong cuộc gặp, hai bên thảo luận về hỗ trợ quân sự và đầu tư quốc phòng cho Ukraine cũng như những thách thức mà Ukraine phải đối mặt trước mùa đông. Tại cuộc trò chuyện, Tổng thống Ukraine Zelensky nói, chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ quân sự và tài chính đáng kể mà chính phủ Đức dành cho Ukraine. Chúng tôi tin tưởng Đức sẽ tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine trong năm tới, vì điều này cực kỳ quan trọng đối với chiến thắng của chúng tôi. Trong khi đó, bà ba ở Bốc cho biết, Đức đang cùng ký ép chống lại đối thủ thông qua các nỗ lực nhân đạo, Đức sẽ giúp người dân Ukraine vượt qua mùa đông khó khăn sắp tới, đồng thời đảm bảo Ukraine có thể bảo vệ an ninh quốc gia. Truyền thông địa phương cho biết, Kiev được dự báo sẽ phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt khi Nga liên tục công kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong thời gian qua. Kể từ mùa đông năm 2022, Đức đã luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp hỗ trợ năng lượng cho Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Đức tuyên bố sẽ cấp thêm 200 triệu euro khoảng 218 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong một đồng thứ ba của cuộc xung đột. Bà phát biểu tại cuộc họp với người đồng cấp Ukraine, Andriy Sibiha rằng số tiền này sẽ được hỗ trợ cho những ngôi nhà gần tiền tuyến, không có nguồn cung cấp năng lượng, cũng có thể nhận được nhiên liệu và người dân Ukraine có thể được cung cấp những nhu yếu phẩm như chăn hoặc áo khoác để bảo vệ họ khỏi nhiệt độ đóng bằng. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình mới đây, ông Andriy Zermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết. Kiev không đàm phán trực tiếp với Nga về lệnh ngừng bắn năng lượng nhưng sẽ sàng cho một nước thứ ba làm trung gian thực hiện các cuộc đàm phán về công thức hòa bình. Theo Kyiv Independent, ông Zermak đưa ra tuyên bố này để đáp lại nhiều ấn phẩm truyền thông đưa tin Kiev và Moscow đang thảo luận sự bộ về việc cùng nhau ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng. Thưa quý vị, chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra ở Trung Đông và cuộc xung đột giữa Israel-Hamas. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Trước một động thái khá bất ngờ, mới đây Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Galan. Ngay lập tức, nhiều chính khách tại Israel đã lên tiếng chỉ trích hành động của Thủ tướng Netanyahu trong khi hàng nghìn người dân xuống đường biểu tình phản đối. Theo truyền thông Israel, quyết định sa thải được đích thân Thủ tướng cho cho Bộ trưởng Quốc phòng Galan tại văn phòng Thủ tướng Israel. Kênh số 12 cho biết, Bức thư chứa quyết định sa thải chỉ có một dòng duy nhất với nội dung nhiệm kỳ của ông Galan sẽ kết thúc trong vòng 48 giờ. Người được chỉ định thay thế ông Galan đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng là Ngoại trưởng Israel Kass, trong khi Bộ trưởng Không bộ Gideon Saar được cất nhắc thay ông Kass làm Ngoại trưởng. Lý giải về quyết định sa thải Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Galan, Thủ tướng Netanyahu khẳng định niềm tin giữa ông và ông Galan đã bị dạn nứt trong những tháng qua dù đang trong giai đoạn đầu xung đột bùng phát, hai bên đã có sự tin tưởng và phối hợp công việc hiệu quả. Đặc biệt, Thủ tướng Netanyahu còn cáo buộc ông Galan đã gián tiếp trợ giúp cho đối thủ. Ngay sau khi thông tin về việc Thủ tướng Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Galan được công bố, nhiều chính khách đối lập tại Israel đã lên tiếng chỉ trích và phản đối quyết liệt. Viết trên mạng xã hội X, thủ lĩnh đối lập Lapid khẳng định việc sa thải Bộ trưởng Quốc phòng trong bối cảnh Israel đang ở giữa một cuộc xung đột là một hành động điên rồ ông Lapid kêu gọi người Israel xuống đường biểu tình nhằm phản đối quyết định của người đứng đầu chính phủ. Tương tự, một thủ lĩnh đối lập khác là ông Golan cũng kêu gọi toàn thể người dân Israel xuống đường biểu tình để cứu đất nước, cáo buộc Thủ tướng Netanyahu đang hủy hoại Israel. Một chính khách tên tuổi khác là cựu Thủ tướng Naftali Bennett thì cho rằng Israel đang có một nhà lãnh đạo điên rồ và ốm yếu. Trong khi đó, một số nhân vật thuộc phe cực hữu tại Israel lại lên tiếng ủng hộ quyết định của Thủ tướng Netanyahu. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng An ninh Nội bang Itamar Ben gvir ca ngợi quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng là đúng đắn, nhấn mạnh rằng Israel không thể giành được chiến thắng hoàn toàn nếu ông Gallant còn tiếp tục tại vị. Trên bình diện quân chúng, hàng nghìn người ở cả Jerusalem và Tel Aviv đêm qua đã xuống đường biểu tình phản đối quyết định của Thủ tướng Benjamin Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Galan. Tại Tel Aviv, người biểu tình đã phong tỏa tuyến đường cao thấp Yalon và tập trung phía trước trụ sở của lực lượng phòng vệ Israel, IDF trong khi đó ở Jerusalem người biểu tình tập trung ở bên ngoài tư dinh của thủ tướng Netanyahu và đụng độ dữ dội với lực lượng cảnh sát triển khai bảo vệ khu vực này. Một số nguồn tin Israel lo ngại làn sóng biểu tình phản đối quyết định của thủ tướng Netanyahu sa thải bộ trưởng quốc phòng Galan có thể bùng phát thành chiến dịch biểu tình lớn tương tự như chiến dịch biểu tình hồi năm ngoái nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Theo báo Sao China Morning Post, đối với các nhà lập pháp, thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, nước này đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia Ả Rập tại một hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới nhằm hướng tới thỏa thuận trục xuất Israel khỏi Liên Hợp Quốc. Ông Anwar Ibrahim cáo buộc Israel đã vi phạm luật pháp quốc tế và các chỉ thị mà Liên Hợp Quốc đề ra trong cuộc xung đột ở giải Gaza. Malaysia cũng lên tiếng chỉ trích Israel trong cuộc xung đột tại giải Gaza và cấm công ty vận tải biển Jim của Israel hoạt động tại nước này. Bên cạnh đó, người dân Malaysia còn tích cực tẩy chay các doanh nghiệp mà họ cho là có rình lưu từ Mỹ, đồng minh thân cận kiêm nhà cung cấp vũ khí hàng đầu của Israel. Trong một diễn biến khác, việc Israel chấm dứt công nhận cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine, UNRWA, dẫn đến lo ngại về việc dòng viện trợ quốc tế vốn đang không thể đáp ứng nhu cầu tối thiểu của dân thường ở giải Gaza tiếp tục bị bóp nghẹt, khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây diễn biến xấu đi. Cụ thể, thời báo Israel ngày 4 tháng 11 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Israel xác nhận nước này đã thông báo tới Liên Hợp Quốc về quyết định rút khỏi thỏa thuận đạt được năm 1967 về việc công nhận hoạt động của UNRWA. Động thái này diễn ra vài hôm sau khi Quốc hội Israel thông qua hai đạo luật chống UNRWA, trong đó đạo luật đầu tiên cấm mọi hoạt động và dịch vụ của UNRWA trên lãnh thổ Israel dự kiến có hiệu lực sau 3 tháng. Đạo luật thứ hai coi UNRWA là một tổ chức cực đoan, cắt đứt mọi quan hệ giữa nhân viên chính phủ Israel và UNRWA, đồng thời tước bỏ quyền miễn trừ pháp lý của các thành viên cơ quan do Liên Hợp Quốc thành lập này. Trong tuyên bố mới nhất Israel một lần nữa mô tả, UNRWA là một phần vấn đề, chứ không phải giải pháp dành cho giải Gaza. Cáo buộc nhiều nhân viên UNRWA là thành viên của Hamas và từng tham gia cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, vốn là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. UNRWA được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thành lập từ năm 1949, có mục tiêu ban đầu là hỗ trợ người tị nạn Palestine bị trục xuất khỏi nhà cửa của họ trong quá trình thành lập nhà nước Israel. Trong hơn 7 thập kỷ qua, UNRWA được Liên Hợp Quốc khẳng định là cơ quan có vai trò then chốt trong nỗ lực hỗ trợ, cung cấp viện trợ quốc tế cho người Palestine sinh sống ở giải Gaza, khu vực bờ Tây, cũng như ở Liban, Jordani và Syria. Quay trở lại với những biến động địa chính trị trên thế giới được cập nhật trong suốt 24 giờ qua, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Hầu hết các hãng truyền thông lớn của Mỹ đều dựa vào một số tổ chức để tính toán và gọi tên người chiến thắng, trong các cuộc bầu cử trước khi có kết quả kiểm phiếu cuối cùng trong số đó có AP National Election Pool và Decision Desk HQ việc dự đoán người chiến thắng khi các lá phiếu vẫn đang được kiểm đếm giống như giải một phương trình toán học ông Tranter nhà khoa học dữ liệu chính của công ty dữ liệu bỏ phiếu Decision Desk HQ cho biết Decision Desk HQ là nơi cung cấp các kết quả gọi tên cho News Nation, HuffPost, The Economist, Scrip và các hãng tin khác ông Tranter cho biết ứng cử viên A có bao nhiêu phiếu bầu ứng cử viên B có bao nhiêu phiếu bầu, chúng tôi sẽ xác định xem còn lại bao nhiêu phiếu chưa được kiểm. Nếu ứng cử viên B, người đứng thứ hai, được cho là không có khả năng giành đủ số phiếu trong những lá phiếu chưa kiểm còn lại để vượt lên dẫn trước ứng cử viên A, thì khi đó chúng tôi sẽ có thể gọi tên người chiến thắng. Tại trụ sở chính của Decision Dead HQ ở Washington DC, phải ít nhất 3 người trong nhóm 15 dự đoán cùng kết quả với mức độ chắc chắn 99,9% thì mới có thể gọi tên người chiến thắng. Ông Tranter cho biết, Việc có kiến thức sâu sắc về lịch sử bỏ phiếu của các quận và tiểu bang sẽ giúp củng cố mức độ chắc chắn trong trường hợp hi hữu có xảy ra bất thường. Anomniskin, người đứng đầu bộ phận ra quyết định trực tiếp của Fox News, dự đoán thời điểm có kết quả rõ ràng sẽ là vào khoảng sáng thứ bảy, ngày 9 tháng 11. Theo một cuộc khảo sát của Gallup trong tháng này, niềm tin vào phương tiện truyền thông đại chúng ở Mỹ đã xuống mức thấp mới. Điều này cũng khiến họ buộc phải đổ nguồn lực vào các nỗ lực minh bạch thông tin. AP, hãng tin độc lập đã đưa tin về các cuộc bầu cử ở Mỹ kể từ năm 1848, cho biết năm nay họ triển khai khoảng 4.000 phóng viên đến các khu vực bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ để làm tai mắt trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu. Biên tập viên điều hành của AP cho biết, với sự xuất hiện và tốc độ lan truyền chóng mặt của các thông tin sai lệch như hiện nay, chúng tôi phải cố gắng làm mọi thứ để vén bức màn về các cuộc bầu cử, giải thích vì sao chúng tôi có thể gọi tên người chiến thắng. Ngược lại, nếu chưa thể gọi tên, chúng tôi cũng sẽ phải giải thích vì sao lại mất nhiều thời gian đến vậy. Trưởng ban chính trị của CNN David Chalian cho biết, thuốc giải độc tốt nhất cho thông tin sai lệch hoặc tin giả chính là thông tin trực tiếp. CNN đã triển khai một đội ngũ phóng viên hùng hậu đến các tiểu bang chiến trường để theo dõi tình hình bỏ phiếu cũng như kiểm phiếu. Năm 2020, Fox News nổi tiếng với quyết định gây tranh cãi khi sớm gọi tên ông Biden thắng tại bang chiến địa Arizona, mặc dù cuộc đua tại đây rất xích sao. Kết quả cuối cùng cho thấy ông Biden giành chiến thắng tại bang này với cách biệt khoảng 10.000 phiếu, nhưng Fox News đã bị ông Trump và các đồng minh của ông chỉ trích gay gắt với quyết định khi đó. Năm nay, Fox News đã đầu tư vào công nghệ để cải thiện đồ họa nhằm giúp người xem hình dung được mức độ sát sao trong kết quả kiểm phiếu của từng bang và đảm bảo người xem sẽ hiểu rõ lý do này nếu hãng này gọi tên người chiến thắng từ khá sớm. Ứng ừ, viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã trở về nhà ở West Palm Beach bang Florida sau cuộc vận động tranh cử kết thúc lúc 2 giờ sáng ngày 5 tháng 11 ở Grand Rapids, bang Michigan. Ông đi bỏ phiếu cho chính mình vào cùng ngày. Nhiều người quan tâm ông Donald Trump gặp khó khăn gì khi đi bỏ phiếu. Bởi ông từng bị kết tội hình sự hồi đầu năm nay, trong khi bang Florida có quy định hạn chế những người phạm tội được thực hiện quyền bầu cử. Theo luật bang Florida, nơi ông Trump cư trú, người bị kết tội sẽ gặp rất nhiều khó khăn để bỏ phiếu. Tuy nhiên, Quy định này không áp dụng với những người bị kết tội tại phiên tòa ở bảng khác. Với trường hợp ông Trump, điều này có nghĩa là ông sẽ được hưởng lợi từ luật năm 2021 của New York. Cho phép những người bị kết luận phạm trọng tội được bỏ phiếu, miễn là họ không đang thụ án tù tại thời điểm bầu cử. Ông Trump tới điểm bầu cử 5604, thành phố Palm Beach, bang Florida để bỏ phiếu. Ít nhất 15 người, gồm cảnh sát địa phương và mật vụ, đã xuất hiện để đảm bảo an ninh cho cựu Tổng thống ông Trump vẫn được bỏ phiếu bầu tổng thống dù hồi tháng 5 bị bồi thẩm đoàn ở Manhattan, New York, tuyên có tội với toàn bộ 34 tội danh trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sau khiêu dầm, Satomi Daniels. Nhằm ém thông tin bất lợi trước thêm bầu cử tổng thống năm 2016, tội danh của ông Trump là trọng tội cấp thấp nhất ở New York với mức phạt tối đa 4 năm tù và phạt tiền 5.000 đô la Mỹ với mỗi tội danh. Tuy nhiên, ông chưa bị tuyên án Phiên tòa tuyên án ông dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 11 sau hai lần trì hoãn. Đối với những cử tri Florida khác bị kết án trọng tội, các quy tắc không đơn giản như vậy. Một sáng kiến bỏ phiếu thành công năm 2018 khôi phục quyền bỏ phiếu cho những người đã hoàn thành các điều khoản của bản án đã bị các nhà lập pháp Cộng hòa của Florida bác bỏ. Các nhà lập pháp Florida đã thông qua một đạo luật yêu cầu người này phải trả tất cả các khoản tiền phạt và lệ phí liên quan đến bản án, một quá trình có thể rất phức tạp vì không có hệ thống tập trung nào để theo dõi các khoản phí chưa thanh toán như vậy. Theo kết quả tham dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu của CNN, chỉ khoảng 1 phần 3 số cử tri trong cuộc bầu cử năm nay cho rằng nền kinh tế Mỹ đang trong tình trạng tốt hoặc tuyệt vời. Trong khi năm 2020, khoảng một nửa số người được hỏi đưa ra nhận định như vậy. Khoảng 1 phần 3 nói rằng nền kinh tế đang không tốt lắm và 1 phần 3 còn lại nói rằng nền kinh tế hiện rất kém. Chỉ 25% số cử tri cho biết họ có cuộc sống tốt hơn so với 4 năm trước, 45% nói rằng cuộc sống của họ tệ hơn và khoảng 30% nói rằng mọi thứ không thay đổi. Trong cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau bỏ phiếu năm 2020, khoảng 40% nói rằng họ cảm thấy tốt hơn và chỉ 20% nói rằng họ cảm thấy tệ hơn. Trong cuộc thăm dò ý kiến cử tri năm nay, khoảng 1 phần 5 số cử tri cho biết lạm phát đã khiến họ và gia đình khó khăn hơn trong năm qua. Hơn một nửa số người được hỏi nói rằng lạm phát ở mức vừa phải và khoảng 1 phần tư nói rằng lạm phát không gây khó khăn cho họ. 2 phần 3 số cử tri được hỏi cho biết họ tin tưởng cuộc bầu cử năm nay được tiến hành công bằng và chính xác, nhưng quan điểm lại rất khác nhau giữa các cử tri ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris và các cử tri ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Khoảng 9 trong số 10 cử tri ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ cho biết họ tin tưởng vào cuộc bầu cử, trong khi chỉ khoảng một nửa số cử tri ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump có quan điểm tương tự. Khoảng 3 phần tư số cử tri nói chung cho rằng nền dân chủ ở Mỹ đang bị đe dọa, chỉ khoảng 1 phần tư đánh giá là an toàn. Gần 4 trong số 10 người nói rằng nền dân chủ đang bị đe dọa rất nhiều. Phần lớn cử tri, khoảng 7 trong số 10 người được hỏi cho biết họ lo ngại về bạo lực do cuộc bầu cử gây ra. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri khi rời phòng bỏ phiếu của CNN năm nay phỏng vấn hàng nghìn cử tri, cả những người đã bỏ phiếu trong ngày bầu cử và những người đã bỏ phiếu sớm hoặc có vắng mặt điều này khiến cuộc thăm dò trở thành một công cụ mạnh mẽ để hiểu được hồ sơ nhân khẩu học và quan điểm chính trị của cử tri trong cuộc bầu cử năm nay. dù vậy, chúng cũng có biên độ sai số nhất định. Cuộc thăm dò của CNN kết hợp giữa phỏng vấn trực tiếp với những người bỏ phiếu trong ngày bầu cử và phỏng vấn qua điện thoại và khảo sát trực tuyến để thăm dò quan điểm của những người bỏ phiếu sớm và vắng mặt qua thư. Các cuộc phỏng vấn trực tiếp được Edison Research kiện thay mặt cho National Election Pool, một nhóm các hãng truyền thông theo dõi bầu cử. Phỏng vấn trực tiếp trong ngày bầu cử được tiến hành ngẫu nhiên tại 279 địa điểm bỏ phiếu, đặt câu hỏi cho 16.604 cử tri, biên độ sai số là cộng trừ 2 điểm phần trăm. Theo tổ chức phi lợi nhuận Open Circuit, các khoản chi, trong đó có cuộc đua vào quốc hội, sẽ vượt qua 15,1 tỷ đô la Mỹ vốn chi vào năm 2020 và tăng gấp đôi so với 6,5 tỷ đô la Mỹ năm 2016. Trong cuộc đua tổng thống, phó tổng thống Kamala Harris là người dẫn đầu trong việc gây quỹ. Chiến dịch của bà trực tiếp gây quỹ được hơn 1 tỷ đô la Mỹ, với 40% đến từ các nhà tài trợ nhỏ, cộng với 586 triệu đô la Mỹ từ các ủy ban hành động chính trị hỗ trợ. Chiến dịch của ông Donald Trump huy động được 382 triệu đô la Mỹ trực tiếp, với 28% từ các nhà tài trợ nhỏ, trong khi các ủy ban liên kết đóng góp 694 triệu đô la Mỹ. Nhà tài trợ lớn nhất là ông Timothy Mellon đóng góp 197 triệu đô la Mỹ cho ông Trump và các hoạt động của Đảng Cộng hòa. Những người ủng hộ lớn khác của Đảng Cộng hòa bao gồm vợ chồng Richard và Elizabeth O'Neill từ ngành đóng gói, ông trùm sòng bạc Miriam Anderson, giám đốc điều hành Tesla và, và SpaceX, ông Elon Musk và nhà đầu tư quỹ đầu cơ ông Kenan Griffin, mỗi người đóng góp hơn 100 triệu đô la Mỹ cho ông Trump và các hoạt động của Đảng Cộng hòa. Về phía Đảng Dân chủ, ông Michael Bloomberg nổi lên như là nhà tài trợ hàng đầu, đóng góp khoảng 93 triệu đô la Mỹ. Ông George Soros cung cấp 56 triệu đô la Mỹ thông qua ủy ban hành động chính trị của mình. Theo dữ liệu từ công ty theo dõi quảng cáo, tổng cộng 10,5 tỷ đô la Mỹ được chi cho các quảng cáo chiến dịch cho các cuộc đua từ tổng thống đến các quan chức địa phương. Các chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris và ông Trump chi 2,6 tỷ đô la Mỹ cho các quảng cáo từ tháng 3 đến đầu tháng 11. Đảng Dân chủ chi 1,6 tỷ đô la Mỹ trong khi đó đảng cộng hòa đầu tư 993 triệu đô la mỹ các chủ đề được nhấn mạnh trong quảng cáo của bà Harris là thuế, quyền phá thai, nền kinh tế và chăm sóc sức khỏe quảng cáo của Trump chủ yếu nhấn mạnh đến các vấn đề nhập cư, lạm phát, tội phạm, thuế cũng như nền kinh tế Pennsylvania dẫn đầu chi tiêu của bà giao động trong cuộc tranh cử tổng thống với 264 triệu đô la mỹ tiếp theo là Michigan với 151 triệu đô la mỹ và Georgia với 137 triệu đô la mỹ Nhìn chung, bang Pennsylvania chứng kiến con số đáng kinh ngạc là 1,2 tỷ đô la Mỹ cho tất cả các cuộc đua, trong đó có cuộc đua cho cơ quan chức địa phương. Các nền tảng kỹ thuật số nhận được 419 triệu đô la Mỹ quảng cáo cho cuộc đua tổng thống, chiếm 17% tổng chi tiêu. Trên các nền tảng Meta là Facebook và Instagram, Đảng Dân chủ chi nhiều hơn Đảng Cộng hòa 132,4 triệu đô la Mỹ so với 24,7 triệu đô la Mỹ. Trong khi trên X, Đảng Cộng hòa dẫn đầu chi tiêu 1,1 triệu đô la Mỹ so với 150.000 đô la Mỹ của Đảng Dân chủ. Nếu đắc cử tổng thống Mỹ năm 2024, ứng cử viên Donald Trump có khả năng tung ra lá bài tối hậu thư hòa bình dành cho cả hai phía nhằm ép cả Nga và Ukraina cùng nhượng bộ để chấm dứt xung đột vũ trang giữa họ một cách khả thi. Cả tổng thống Mỹ Joe Biden và phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đều chỉ trích cáo buộc Triều Tiên gửi quân giúp Nga. Tuy nhiên, Trước thông tin về lính Triều Tiên, hai vị lãnh đạo này mới chủ yếu thể hiện sự ủng hộ bằng lời cho Ukraine, chứ chưa thực sự cung cấp phương tiện để giúp Ukraine giành chiến thắng thực sự. Và do vậy, trên thực tế, Ukraine tiếp tục đối sức trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài và tốn kém với Nga, một đối thủ với tiềm lực lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên hiện tại trong cuộc bầu cử Mỹ 2024, có thể tạo khác biệt lớn so với cả ông Biden lẫn bà Harris. Một số nhà quan sát cho rằng, ông trump có thể trở thành động lực cho sự thay đổi mà ukraine cần lý do cho điều này nằm ở chỗ ông trump muốn có hòa bình tại ukraine nhưng là một nền hòa bình với nhiều điều khoản có lợi cho ông ấy chứ không phải nước nga nếu ứng cử viên donald trump đắc cử tổng thống lần này ông có thể đạt được mục tiêu xác lập hòa bình bằng một tối hậu thư gửi cho mỗi bên đối với ukraine ông sẽ hối thúc tổng thống zelensky ngồi vào bàn đàm phán thông qua ảnh hưởng từ sự hậu thuẫn của mỹ đối với nga ông có thể đe dọa điều ngược lại mỹ có thể bất ngờ mở rộng sự ủng hộ dành cho ukraine và khơi mạnh trở lại cuộc chiến kinh tế nhằm vào Nga. Tối hậu thư như vậy có khả năng đạt hiệu quả cao. Chiến sự giữa Nga và Ukraine đã bảo mòn đáng kể sức lực của cả hai bên. Điều này thể hiện rõ trên tiền tuyến. Hiện nay, hai bên đang tiến gần đến tình thế mà trong cờ vua, người ta gọi là thế giúp tức là thế bị cưỡng ép phải đi nước cờ trong trạng thái bất lợi, khiến thế trận thêm tệ hại hơn. Nga thì thiếu phương tiện và lực lượng để mở rộng tiến công, còn Ukraine chỉ có nguồn lực vừa đủ để làm chậm đà tiến của Nga. Trong hai tháng tới, dự kiến Ukraine sẽ xây dựng phòng tuyến dọc theo toàn bộ mặt trận, còn Nga sẽ tích trữ nguồn lực chiến lược cho một chiến dịch tấn công mới. Trong thế rằng có đó, ngón tay của Mỹ nhúng vào hướng nào sẽ dễ làm cán cân đôi bên nghiêng về bên đó. Ẩn số hiện nay là liệu phương Tây có trao cho Ukraine tất cả những thiết bị cần thiết và cho phép Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga để phá hủy lực lượng và nguồn lực dự bị của Nga. Trong tình thế ấy, nếu ứng cử viên Donald Trump áp dụng tất cả những biện pháp nói trên và cố gắng chấm dứt xung đột Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn kéo dài thì ông sẽ thu được nhiều lợi ích. Hiện nay, cán cân xung đột vẫn đang nghiêng nhỉnh về phía Nga. Tuy nhiên, tình hình này có thể thay đổi nếu Mỹ dồn tiền và nguồn lực để giúp Ukraine phá hủy các mục tiêu chiến lược nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Còn nếu Mỹ dứt bỏ mọi sự giúp đỡ dành cho Ukraine, gần như chắc chắn thế trận Ukraine sẽ tan rã. Nhìn chung, Mỹ vẫn muốn Ukraine chiến thắng, nhưng cũng muốn tránh những kịch bản nguy hiểm bất ngờ nếu Nga thất thế. Do vậy, ông Trump nếu đắc cử, có thể sẽ nỗ lực ép hai bên xung đột, đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dài lâu. Kết quả này vừa an toàn, vừa có lợi cho chính quyền dự kiến trong tương lai của ông. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.